Thái tự Cảm ứng thiên Tập 44 Thưa quý vị đồng học Cùng tất cả mọi người Sáng hôm qua Chúng ta đã trình bày đơn giản Vì hàm nghĩa của chữ Hiếu Hàm nghĩa chữ này sâu rộng vô cùng Đây là pháp môn Dung díp hết đại chúng sinh trong các pháp giới cùng khắp hư không điều này cũng có nghĩa là phạm vi của chữ hiếu trong không gian biến khắp mười phương trong thời gian suốt cả ba đời hết tẩy đều bao quát trong hình dạng một chữ hiếu này phật pháp cũng từ nơi đây mà kiến lập cho nên phật pháp cởi đầu từ chữ hiếu lại cũng lý Hiếu làm mục tiêu cuối cùng Chư Phật Bồ Tát dạy người không gì khác hơn là tận Hiếu thực hành đạo hiếu mà thôi Vì thế trong ba điều phúc lành tạo nghiệp thanh tịnh Thì ngay trước tiên Đã dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu Đó là dạy chúng ta Phải tự hành đạo hiếu Phải tận hiếu Phải từ chỗ nào bắt đầu tự hành từ việc thiếu dưỡng cha mẹ mà bắt đầu thực hành, sau đó mới mở rộng đến mức Hiếu dưỡng hết tẩy chúng sinh. Trong kinh Bồ Tát giới, Đức Thế Tôn dạy rất rõ ràng: hết tẩy người nam đều là cha ta. Hết tỷ người nữ đều là mẹ ta. Đó là mở rộng sự hiếu dưỡng cha mẹ. Mở rộng đến khắp các pháp giới trong hư không. Như vậy mới có thể tận hiếu. Cho nên, ai là người có thể tận hiếu đến mức viên mãn trọn vẹn chỉ người đạt đến quả gì như lai mới có thể thực sự làm được trọn vẹn viên mãn bồ tát đạt giác vẫn còn chưa đạt đến sự rút ráo viên mãn do đó có thể biết rằng học phật chính là học một chữ hiếu chính là học một chữ trung Phật pháp không có gì khác chỉ là trung hiếu mà thôi cha mẹ đối với chúng ta Ơn đức quá lớn thân mạng này của ta có được là nhờ cha mẹ cho nên hiếu dưỡng cha mẹ là đạo lý muôn đời bất biến, giữ trọn theo mới đáng gọi là người. Dựa trên căn bản hiếu dưỡng này mà tu học mới có thể thành Bồ Tát thành Phật. Chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, dùng tâm hiếu để nuôi dưỡng cha mẹ. nho gia nói rất rõ nuôi dưỡng thân mạng cha mẹ đó là đối với mọi nhu cầu vật chất trong đời sống của cha mẹ đều phải quan tâm đến ngoài ra còn phải biết nuôi dưỡng tinh thần cha mẹ phải giữ cho cha mẹ Không lo buồn Không phiền não Tâm tư tình cảm Vui tươi khoan khoái Đó là Chiều thuận Nếu không chiều thuận Cha mẹ hẳn phải sinh phiền não Phải sinh lo buồn Cho nên Việc thực hành đạo hiếu Thật không dễ dàng nếu như không có tâm chân thành như tôi tưởng nói là tâm trí thiện, tâm tuần hiếu, tâm tuần kính, thì chữ hiếu này thật không dễ dật dụng vào thực tiễn. Nói tóm lại là phải dùng tâm chân thật Ngoài ra phải biết nuôi dưỡng ý hướng của cha mẹ Ý hướng của cha mẹ là gì? Là những kỳ vọng đối với quý vị Ý hướng như vậy của cha mẹ ở mức nhỏ nhoi làm mong cho quý vị được thăng quan phát tài. Nếu là nhìn xa trông rộng, thì người Trung Hoa gọi đó là mong cho con trai khóa rộng, con gái thành phụng. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, thì là khi vọng quý vị có thể kiệt xuất hơn người làm rạng rỡ tông đường khiến cho tổ tiên dòng họ đều cảm thấy vinh dự tự hào về quý vị đó là sự kỳ vọng của các bậc cha mẹ thông thường ngày xưa đối với con cái nếu cha mẹ là người đã giác ngộ Hiểu đạo Thì sắc kỳ vọng quý vị Có thể thành Bồ Tát Thành Phật Đạt đến cứu cánh chân thật Viên mãn trọn vẹn Như vậy Chúng ta có thể làm cho cha mẹ Không phải thất vọng vì mình hay không Muốn làm Bồ Tát làm Phật Bất kể quý vị mang thân phận gì Đang làm nghề nghiệp gì Cũng đều có thể thành tựu được Thành Phật Cũng không nhất thiết Phải có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mới là tướng Phật Cư sĩ Truy Ma Cật Tỳ Hiện Tướng Phật là người cư sĩ tại gia Các vị hòa thượng Phong Can Hàng Sơn Tập Đắc Tỳ Hiện Hình Tướng của những con người hết sức bình thường Chúng ta hôm nay nói về những người tiện nguyện làm công quả cho đạo tràng. Đó là tùy hiện hình tướng người làm công quả. Quan sát cho thật kỹ, các vị làm công quả đó đích thực là đang tu Bồ Tát hạnh. Đích thực là một hiện tướng của Phật. Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 ứng hóa thân đó là 32 loại tướng Phật 32 cách thực hành Bồ Tát hạnh Cho nên dù mang thân phận gì Đang làm nghề nghiệp gì Quý vị cũng đều có thể làm Bồ Tát Cũng đều có thể làm Phật Làm Bồ Tát, làm Phật so với phạm phu có khác biệt gì? Tôi nghĩ là quý vị đồng tu đều hiểu rất rõ, rất sáng tỏ việc này. Mỗi ngày chúng ta tụng đọc kinh điển Đại Thừa, mỗi ngày đều nghiên cứu thảo luận. Nên lẽ ra phải có ấn tượng rất sâu sắc Khác biệt ở đây là chư Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt bám chấp. Chư Phật Bồ Tát chỉ có duy nhất một tâm chân thành, tâm tuần tiện, tâm tuần nhất thương yêu con người. thương yêu hết cậy chúng sinh tuần nhất một tâm vì chúng sinh phục vụ không một ý niệm nào vì lợi ích riêng cho bản thân mỗi một ý niệm đều nghĩ đến sự an định của xã hội, hòa bình của thế giới, hạnh phúc chân thật của hết thảy chúng sinh. Các ngài khởi tâm đồng niệm, nói năng, hành động đều tương ưng. Phù hợp hoàn toàn với năm giới mười nghiệp lành. Cho nên chúng ta nhất định không thể xem nhẹ Không được bỏ qua năm giới với mười nghiệp lành Thực hành được trọn vẹn rốt ráo duyên mãn mười nghiệp lành Chính là đại hiếu Là sự trọn vẹn viên mãn đạo hiếu Là trọn thành Phật đạo Chúng ta từng được xem qua rất nhiều tranh tượng Phật Thấy trên đỉnh đầu có dần hào quan tròn Bên trên hào quan, Tường viết ba chữ Đa số là viết bằng chữ phản Nhưng cũng có khi viết bằng chữ hoa Đó là chữ án, chữ A và chữ hồng. Quý vị nhìn thấy rồi phải suy ngẫm ba chữ ấy có ý nghĩa gì? Ba chữ ấy chính là biểu thị sự viên mãn mười nghiệp lành. Bao gồm thân, khẩu và ý. Chữ án là nghiệp của thân, chữ a là nghiệp của khẩu chữ hồng là nghiệp của ý ba chữ này biểu thị ba nghiệp thanh tịnh trong mười nghiệp lành chúng ta đã học là có ba nghiệp của thân bốn nghiệp của khẩu và ba nghiệp của ý quý vị có thực sự làm được đến mức thanh tịnh viên mãn hay không chỗ tu tập của chư phật bồ tát chính là tu tập ba chữ này học chính là học ba việc này đạt đến viên mạng rốt ráo cũng chính là ba việc này ngày xưa khi tôi vừa mới tiếp xúc với phật pháp rất may mắn được biết đến đại sư trương gia Tôi tỉnh Ngài ban cho tôi Một bức thư pháp Ngài nhận lời viết cho tôi một bức Bức thư pháp này do quá nhiều lần tôi thay đổi chỗ ở Nên đã thất lạc không tìm lại được Trên bức thư pháp này là ba chữ án A và Hồng Đại sư viết bằng chữ tạng Ngài trao cho tôi rồi là vì tôi giảng dạy tường tận chi ly ý nghĩa ba chữ này vì thế chúng ta phải hiểu rõ học phật là học những gì nếu như khởi tâm động niệm nói năng hành động đều hoàn toàn trái ngược với những gì mình học thì đó không phải là học phật không phải học phật thì chính là đang tạo nghiệp chúng ta phải nhận hiểu rõ ràng phải sáng tỏ điều này cho nên tôi thường khuyên tất cả mọi người chúng ta làm người muốn thành người tốt học phật muốn thật giống phật thì trước tiên phải mua bỏ hết sạch mọi ý niệm tự tư tự lợi như vậy thì công phu tu tập mới hiệu quả. Mỗi một ý niệm đều phải vì lời lạc chúng sinh về Phật Pháp vì muốn cho Phật Pháp trụ lâu nơi thế gian này. Trong kinh điển, Đức Phật giảng dạy rất rõ ràng, sáng tỏ. Dân hội chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn 9.000 năm nữa. Hiện nay bên ngoài có rất nhiều lời tiên tri Nói rằng đã đến ngày tận thế Tôi không tin Vì sao tôi không tin Vì tôi tin lời của Phật Thích Ca Mâu Ni Trong kinh điển Nhưng tai nạn Thì khẳng định là sẽ có Vì sao Vì lòng người không hiền thiện Tạo các nghiệp chẳng lành nên chiêu cảm đương nhiên là tai nạn không thể né tránh được. Nhưng nếu lòng người có thể quay về hướng thiện thì tai nạn ấy có thể được giảm nhẹ. Thời gian chịu nạn có thể được rút ngắn. Vì thế, tôi nhìn thấy Trung Hoa có tương lai tốt đẹp Do đâu mà nhìn thấy như thế Vì có nhiều người niệm Phật Nghe nói hiện nay tại Trung Hoa Số người niệm Phật A-di-đà Tụng kinh vô lượng thọ vượt quá số hơn trăm ngàn người Người niệm Phật nhiều như vậy Thật khi ngủ Trong 10 người mà có một người niệm Phật Thì chính người còn lại cũng được hưởng nhờ lợi ích Tại Singapore, Đông Nam Á hiện nay khuynh hướng phong khí niệm Phật đang rất mạnh mẽ Nói chung thì chánh pháp trụ ở nơi nào Nơi ấy sẽ được chư Phật hộ niệm Chư tiện thần trời rồng Đều theo bảo vệ giúp đỡ Đó là lẽ nhất định Là hoàn toàn hợp tình hợp lý Chúng ta muốn có tâm tiện Thì tâm học Phật là tâm trí tiện chỉ có điều phải học theo cho giống Học theo công giống Phật Thì đó là giả Chẳng phải thật Phải học theo cho giống Phật Chân chánh học theo được giống Phật Thì cũng có khả năng buông xả được Cho nên tôi lần đầu tiên gặp được Đại sư chương gia Cầu xin Ngài xin chỉ dạy Đại sư dạy cho tôi chỉ sáu chữ Nhìn được thấu, buông được hết Một đời tôi Đã gần 50 năm qua Chính là học sáu chữ này Cũng chỉ mới học giống được đôi chút thôi vì thế chúng ta nhìn về các bậc đại đức trong quá khứ như lão hòa thượng hư vân đại sư ấn quan phẩm hành đạo đức của các ngài trong suốt một đời chẳng phải chỉ là sáu chữ này đó sao thực sự nhìn thấu buông hết ấn tổ cùng với hư lạo hòa thượng suốt đời không có đạo tràng thiên không có đồ chúng tín đồ phật tử tin theo rất đông các ngài chỉ khuyên mọi người niệm phật tu hành mà thôi Ngoài việc ấy ra Trong lòng không chút nhiệm bận Thật không giống như nhiều vị Pháp Sư Hiện nay Đối với tín đồ Luôn ghi lại tên tuổi địa chỉ số điện thoại Lại còn thêm hình ảnh nữa Quý vị xem thật là viện phức biết bao Chỉ vì sợ quên mất tín đồ Chúng ta nhìn lại các bậc đại đức trong quá khứ tín đồ không tìm đến thì các ngài quên sạch tuyệt đối không dứng bậc trong lòng cho nên tôi nói các ngài không có tín đồ tâm địa các ngài thực sự thanh tịnh không nhiễm bụi trần không có phiền não không có lo buồn không ràng buộc dứng mắt trong lòng như thế nên tràn đầy trí tuệ từ bi chúng ta nên học theo như thế đó là thực sự học phật thế gian có được nhiều người chân chánh học phật thì người thế gian có phúc phật pháp mới có tiện trụ lâu dài ở thế gian Quý vị đồng học Nhất định phải phát tâm học Phật Chân chánh bất kể là tại gia hay xuất gia Làm người xuất gia Quý vị nhất định phải ghi nhớ Phải nêu gương tốt cho người xuất gia Ai là tấm gương tốt nhất Để người xuất gia noi theo Chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Người tại gia Cũng phải nêu gương tốt cho người tại gia ai là gương tốt cho người tại gia nói theo là cư sĩ duy ma cật đó gọi là người chân chánh học phật nếu nói rằng đức thế tôn hay cư sĩ duy ma cật cách chúng ta quá xa Ta sẽ tìm những tấm gương thuộc một thế hệ gần đây Trong một thế hệ gần đây quý vị cũng có thể tìm ra được Người xuất gia học theo Pháp Sư Ấn Quang Học theo Lão Hòa Tượng Hư Vân Nhất định không thể sai lầm Hai vị này là điển hình giống Phật trong giới xuất gia người tại gia học phật thì có lão cư sĩ giang vị nông là gương tốt lão cư sĩ lý bình nam ở đại trung cũng là một tấm gương tốt các vị ấy đều chân chánh học Phật, rất giống như cư sĩ duy ma cực. Mỗi một ý niệm đều vì phật pháp, vì hết tại chúng sinh, không vì bản thân mình. cho nên chúng ta học Phật không chỉ là y cứ vào những lý luận trong kinh điển, qua đó vẫn dạy chúng ta rất nhiều phương pháp, mà còn phải tìm cho được một tấm gương tốt đi noi theo. một mô thức đúng để y theo đó mà rèn dũa tu sửa tự thân mình. Có như vậy thì một đời này của chúng ta mới không trôi qua uổng phí, mới từng sự học Phật có kết quả cụ thể, nhất định có thể giảng sinh. Không còn thối chuyển hướng đến thành Phật ở thế gian này không chỉ là các pháp thế gian mà ngay cả phật pháp cũng phải buông xả buông xả cho hết sạch một chút bụi trần cũng không nhiễm bẩn thì chúng ta mới được thành tựu nếu có mảy may dướng nhiễm thì đó là chướng ngại lớn nhất chẳng những khiến ta không thể thành tựu phật pháp mà ở trong thế gian cũng sẽ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp những chuyện nhân quả trả dây trong sách cảm ứng thiên vị biên đã nói quá nhiều rồi chúng ta không thể không biết đến không tệ, không lưu ý Nói về hiếu hành Có rất nhiều điều chi ly tinh tế Không thể nói hết Nhưng chỉ cần đưa ra được một cương lĩnh khái quát để nói theo Chẳng hạn phải phụng sự cha mẹ như thế nào Đối đại với anh chị em như thế nào giữ gìn sự hòa thuận êm ấm trong dòng tộc như thế nào? Làm thế nào để mang đến cho xã hội, cho hết thảy chúng sinh? Một cuộc sống an định, hòa bình. Hết tại những điều ấy đều không ra ngoài chữ hiếu, đều thuộc về hiếu hạnh Hôm nay tự gian đã hết Ngày mai tôi sẽ đề cập với quý vị một điểm nữa Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Được rồi, chúng ta dạng đến đây thôi